Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của Đài SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay là Trường Giang và cùng với rất là đông đồng bào của chúng ta trong các tiểu bang của Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới đã có mặt tại Tòa Đại sứ Trung Cộng để biểu tình chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng trong Biển Đông. Và xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Thưa anh có thể cho biết là hôm nay cái cuộc biểu tình để chống Trung Cộng thì có bao nhiêu phái đoàn từ các nơi tới, và anh có thể cho chia sẻ cảm nghĩ của anh ngày hôm nay? Nếu mà cho đến giờ này mà nếu mà chúng ta nói phái đoàn mà của những phái đoàn mà ghi danh tham dự thì chúng ta nghĩ rằng có trên 100 người đại diện của những phái đoàn đã có mặt ở đây. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn thì phái đoàn của các tiểu bang mà ở xa gần ở vùng thủ đô Hoa Tình Đốn hoặc là vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, tất cả đều được có mặt ở đây ngày hôm nay rồi. Và chúng tôi ghi nhận là phái đoàn Philadelphia thì có trên 100 người trên một cái chiếc xe bus và rất là nhiều xe nhỏ đã về tới đây. Những phái đoàn giống như ở Massachusetts cũng đã xuống đây rồi. Những phái đoàn ở những cái tiểu bang giống như New Jersey cũng đã có mặt ở đây rồi. Và đặc biệt ghi nhận là những cái phái đoàn ở miền Nam giống như là North Carolina, South Carolina, tiểu bang Virginia, Maryland đã có mặt ở đây rồi. Những phái đoàn ở xa xôi thì ngày hôm qua chúng tôi ghi nhận là đã có Toronto cũng đã có mặt ở đây rồi. Do đó khi mà chúng ta nói rằng là đồng hương chúng ta ở xa xôi về, ngay cả Houston hồi sáng hôm qua cũng có mặt ở đây và Florida cũng có mặt ở đây. Do đó nếu nói về bây giờ thì chúng ta đã có trên 1.000 đồng hương đã ghi danh và đã đến đây rồi. Còn ngoài ra những người không ghi danh thì chúng ta không biết. Anh thấy khí thế của các phái đoàn đến từ các tiểu bang như thế nào thưa anh? Nếu mà chúng ta nhìn chung thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho đồng hương chúng ta nói lên được cái nguyện vọng và tiếng nói của mình, không chấp nhận Cộng sản Việt Nam đã cắt dần biển đảo cho Trung Cộng và nói được cái tiếng nói chúng ta không chấp nhận Trung Cộng khi mà họ lấn vào những cái thành phần biển của chúng ta, những cái vùng biển mà họ gọi là những cái vùng mà chúng ta gọi là thềm lục địa của Việt Nam. Do đó nên đây là cơ hội rất là tốt để cho đồng hương chúng ta nói được cái thái độ của mình và nói được một cái thái độ rất là tuyệt đối là người Việt Nam không chấp nhận sự xâm lấn của Trung Cộng và không chấp nhận sự tồn tại của Cộng sản Việt Nam đang ở trong đất nước của chúng ta. Anh nghĩ trong phái đoàn chúng ta thì có những giới trẻ và đến từ các tiểu bang thì anh có thể chia sẻ những cái nếu mà chúng ta nói về giới trẻ thì lần đầu tiên chúng ta có thể nói rằng là trong lịch sử của những người Việt đấu tranh thì hiện nay cái thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai đã nhập với nhau rồi để mà chúng ta có được cái biểu tình ngày hôm nay. Do đó nên nó xen kẽ những cái người lớn tuổi, những chú, những anh mà trong cái thành phần cựu nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta có thấy những cái gương mặt rất là trẻ của những người sinh viên hoặc là những người đang là những chuyên gia ở tại Hoa Kỳ cũng có mặt ở đây ngày hôm nay để nói lên được cái nguyện vọng của ông cha mình và đi theo được lý tưởng của những người đi trước. Kính thưa quý vị, đúng như thế thì chúng ta là những giới trẻ giống như Trường Giang nói là chúng ta cần phải, mình có tấm lòng yêu quê hương thì mình phải đứng lên để chống lại chính quyền Cộng sản Trung Quốc cũng như chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và Trường Giang xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh của cuộc biểu tình tại Tòa Đại sứ Trung Cộng sau đây. Thưa anh có thể cho biết tên anh và anh đến từ tiểu bang nào hoặc lĩnh nào? Dạ, tên tôi là Nguyễn Mạnh Hùng, đến từ Vương quốc Đan Mạch, miền Bắc Âu, cách đây 10.000 cây số. Ngày hôm nay, chúng tôi đến đây để cùng với tất cả đồng bào Việt Nam để nói lên tất cả những cái đau thương mất nước để chống bạo quyền Trung Cộng và chống Đảng Cộng sản. Hèn với giặc, ác với dân, ngày hôm nay hiệp thông cùng với tất cả đồng bào Việt Nam tại nước Mỹ. Thưa bà có thể cho biết quý danh bà đến từ phái đoàn nào và hôm nay bà đến biểu tình, bà có cảm nghĩ gì trong ngày hôm nay? Tôi tên là Giao Kim Kiều, tôi ở trong cái phái đoàn của mấy bà lão, mấy bà già. Tôi đến đây là gì? Thằng nào mà nó chiếm đất nước của tôi là tôi chống nó. Thằng Việt Cộng ác với dân tôi cũng chống nó luôn. Thưa ông có thể cho biết tên ông là gì và ông đại diện cho phái đoàn từ tiểu bang nào ạ? Tôi là Nguyễn Văn Hiếu, đại diện cho tiểu bang Ohio. Chúng tôi đến đây để ủng hộ tinh thần tranh đấu của dân tộc Việt Nam chống tàu xâm lăng đất nước Việt Nam. Hôm nay chúng tôi rất là hãnh diện được tham gia cùng tất cả đồng bào tự do ở hải ngoại, giúp thêm một phần tinh thần để ủng hộ những người Việt chúng ta ở Việt Nam đang bị và đang tranh đấu với chống lại tàu. Tôi Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện cho TNT Việt Media, một cơ sở truyền thông của Vương quốc Đan Mạch về ngôn ngữ Việt Nam. Ngày hôm nay được vinh dự với tất cả cộng đồng người Việt Nam tại nước Mỹ, một niềm vui mừng để nói lên tự do và sự đấu tranh tham gia với tất cả cộng đồng người Việt khắp thế giới. Ngày hôm nay để nói lên tất cả những cái sự gian ác của Đảng Cộng sản, hèn với giặc và ác với dân. Ngày hôm nay trước cửa Tòa Đại sứ Trung Cộng, chúng tôi cũng tham gia với tất cả quý vị đồng bào tại nước Mỹ để đấu tranh
cho quyền làm người, cho Biển Đông và cho Việt Nam tự do. Tôi tên là Nguyễn Phước Điền, tới từ Toronto, Canada. Ông có thể cho biết cảm nghĩ của ông trong ngày biểu tình chống Trung Cộng hôm nay? Dạ, rất là phấn khởi và rất là vui. Chống để mà lên nói cho những người Việt ở Việt Nam là họ đã bị đàn áp từ Cộng sản. Ngư dân thì bị giết hại mà Cộng sản không lên tiếng. Cộng sản là một đảng hàng với giặc, ác với dân. Cộng sản còn, Việt Nam mất, mất Cộng sản, Việt Nam còn. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Thưa ông có thể cho biết quý danh của ông đến từ phái đoàn của tiểu bang nào ạ? Dạ, chúng tôi là Lưu Tuần Trung, đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia tại tiểu bang Illinois, Chicago. Ông có thể cho biết cái cảm nghĩ của mình trong ngày biểu tình chống Trung Cộng cũng như là chống Việt Cộng hôm nay không? Dạ, chúng tôi đi nguyên một phái đoàn khoảng chừng hơn 12 tiếng đồng hồ. Thì chúng tôi đại diện cho tất cả những cái đồng bào gồm có những cái thành phần lớn và nhỏ tuổi đến đây để nói lên tiếng nói chung của người dân Việt Nam về cái ưu tư của đất nước. Và chúng tôi đến đây là để đóng góp, để hỗ trợ cho cái công cuộc đấu tranh dân chủ, tự do, nhân quyền cho đất nước và luôn luôn ủng hộ người dân ở trong nước. Thưa anh, là hôm nay thì như là có hàng ngàn người cộng đồng tất cả những đồng bào từ tất cả tiểu bang mà trên thế giới luôn. Anh có thể chia sẻ cảm giác của ngày mình biểu tình tại trước tòa đại sứ của Trung Cộng đây. Không khí rất là hào hứng và cái vui nhất là chúng ta thấy tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới về nói lên cái tinh thần đoàn kết, chịu con tim một tiếng nói của chúng ta. Không có gì quan trọng bằng đoàn kết, và ngày hôm nay chúng ta đã thấy tất cả mọi hội đoàn đảng phái tất nhiên là làm cho lòng của chúng ta rất là khấn khởi. Đúng. Và với cái tinh thần này thì không sớm, chắc chắn là một ngày gần đây là chúng ta sẽ thay đổi được vận mệnh của nước Việt Nam của chúng ta. Dạ. Kính thưa vị, thì như anh Trúc Hậu đã nói là United we stand, together we stand. Cho nên là mình phải cùng nhau, giới trẻ, người lớn, tất cả các cô bác của chúng phải cùng đồng lòng để chúng ta có thể chống lại Trung Cộng. Dạ. Nói là trẻ gái trai vươn cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều đoàn thể và cộng đồng từ khắp nơi trên nước Mỹ về đây. Và đồng bào đang diễn hành đi ngang tòa đại sứ Trung Cộng với những khẩu hiệu đả đảo Trung Cộng và đả đảo Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn Nguyễn Thắng, xin kính chào quý khán giả của SBTN. Hiện tại thì đang ở tòa đại sứ Trung Cộng và có cuộc biểu tình cũng lên đến gần 1.000 người. Đồng hương của chúng ta từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ đến tham dự cuộc biểu tình chống Cộng sản Việt Nam và giàn khoan 981 của Trung Cộng tại đây. Cái hình ảnh mà gây xúc động nhất thì hắn nghĩ rằng là cái tình cảm của đồng bào đối với đất nước Việt Nam, đặc biệt là cái việc mà Cộng sản Trung Việt Nam đã để cho Trung Cộng đặt cái giàn khoan tại miền Đông. Cái đó là cái điều quan trọng nhất, là cái thông điệp mà người Việt hải ngoại muốn nhắn nhủ tới những người Việt trong nước, đó là cái vấn đề quốc tế vận, để cùng nhau chúng ta tạo áp lực buộc Cộng sản Việt Nam phải ra đi và cái giàn khoan của Trung Cộng phải được dẹp bỏ. Và khi mà những người yêu nước và biểu tình chống Trung Cộng ở Việt Nam mà đã bị coi như Cộng sản Việt Nam bắt giữ đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ là một loại lê truyền thống thế kỷ thứ 21. Và là một tô định của thế kỷ thứ 21 trong trường hợp này. Thay vì phải để cho những người Việt Nam được quyền tự do biểu tình chống Trung Cộng thì họ đã bắt giam. Thì hành động này chứng tỏ họ là những người coi như là Việt gian và là coi như tay sai của Trung Cộng trong trường hợp này. Dạ, xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình. Hôm nay Hoàng Vi Kha xin đại diện cho anh em của nhóm Know You bên Việt Nam và đồng thời nhóm Việt Tun và một số anh chị em ở đây đã tham dự cuộc biểu tình ngày hôm nay với đồng bào đến từ mọi nơi trước sứ quán của Trung Cộng và sau đó sẽ tuần hành tới sứ quán của Việt Cộng và cùng tham dự buổi ca nhạc của nhóm Asia hát cho Biển Đông. Thì ngày hôm nay cá nhân Vika rất là lấy làm vui vì thấy rất là nhiều, thật nhiều đồng bào từ mọi nơi tới và đặc biệt là giới trẻ đã bắt đầu lưu ý tới vấn đề tình hình của đất nước. Đồng thời hy vọng rằng qua những cái cuộc biểu tình như vậy, chúng ta sẽ gửi đến những cái thông điệp cho những người không phải là người Việt, là những người Mỹ, những người có cùng vấn nạn như chúng ta, chẳng hạn như đồng bào người Phi, người Nhật, là những lực lượng có thể liên kết cùng với chúng ta để có thể đấu tranh giành lại biển đảo cho Việt Nam. Thành ra Vika hy vọng rằng trong tương lai những cái tổ chức như vậy sẽ có đông và đông hơn những người trẻ và những người bạn ngoại quốc sẽ cùng sát cánh với chúng ta. Xin cảm ơn. Ra là rất là cảm động vì ngày hôm nay thấy có những bà con cô bác từ
từ những cái nơi xa như Ohio, Atlanta, Georgia, Boston, Philadelphia đến rất là sớm. Sáng hôm nay chương trình bắt đầu 11 giờ mà 9 giờ mấy đã có mấy cô mấy bác tới đây, và đặc biệt quý vị ở Virginia cũng đến rất là sớm. Và thực sự ai cũng muốn có cái áo trắng mặc để mà có cùng đồng lòng với tất cả mọi người về cái vấn đề mà Trung Quốc xâm lấn Việt Nam, và nhà cầm quyền Việt Nam thực sự là đã rất là bạc nhược trong cái vấn đề này. Thành ra các cô, các chú và đặc biệt nữa là có các em, rất nhiều em trẻ, và các em nào cũng muốn đến để mà lấy áo và muốn be, nghĩa là một phần của cái buổi biểu tình trước cái tòa đại sứ Trung Cộng ngày hôm nay. Bây giờ cái phần kế tiếp là đi qua cái tòa đại sứ của Việt Cộng, rồi sau đó là cái buổi hát cho Biển Đông và quyền con người, thì trong cái phần đó thì mình cũng sẽ có dịp để tiếp xúc với các anh em ở trong nước nữa, và cái tiếng nói của các anh em đó. Thì là hôm nay thực sự là một ngày rất là ý nghĩa để mà đồng bào ở hải ngoại này có cái dịp để mà lên tiếng cho những vấn đề mà liên hệ đến cái quê hương đất nước và tổ quốc của mình và đồng bào của mình, thì là một cái ngày rất là ý nghĩa. Yeah. Hiện giờ chúng tôi có mặt tại tòa đại sứ Cộng sản và có hàng ngàn đồng hương từ khắp nơi về đây để đả đảo việc Cộng sản Việt Nam, hèn với giặc, ác với dân. Hàng ngàn đồng bào đã về đây trước tòa đại sứ Trung Cộng, và hiện giờ đồng bào đã tuần hành vòng quanh tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam, đã đảo Đảng Cộng sản Việt Nam, hèn với giặc, ác với dân. Trước tình cảnh Trung Cộng xâm lấn lãnh hải của Việt Nam, nhưng chính quyền Việt Nam đã nhu nhược và đã bức hại những người tự do yêu nước trong nước.